Chào các bạn nhé. Hôm nay mình có nhận sửa ba cái mạch quạt trần của hãng Panasonic. Thì chỉ sửa hai cái, còn một cái thì hỏng nặng quá thì không sửa được. Nên tiện thể mình sẽ làm một cái video để giới thiệu cho mọi người về cái cấu tạo của một cái bo mạch của một cái quạt trần của hãng Panasonic nhé. Và khi nó bị sét đánh thì nó sẽ hỏng những cái gì các bạn nhé. Mình đã sửa nó đã ok đấy các bạn này. Mình thử này. Đây là cái loại quạt trần bốn cánh của hãng Pala các bạn ạ. Nó có sẽ và trong ba cái bo này thì nó có hai loại khác nhau, tức là hai đời khác nhau các bạn nhé. Để chờ các bạn chờ để mình tháo nó ra, dây dợ nó ra đã rồi mình sẽ nói. Đây là hai bo mình sửa được, chúng đều bị nhiễm sét hết. Thì mình cũng chẳng biết là nhiễm sét từ bao giờ, nhưng mà chắc là mùa hè tới nên bắt đầu khách bật lên không chạy được nên là mình đem đi sửa. Thì mình nhận lại của thợ điện cơ thôi, tức là họ thợ điện cơ thì họ chỉ quấn các thứ thôi, còn đâu bo mạch thì họ không làm được. Thì chúng ta để ý nhìn này, đây là cái bo này ấy, thì là nó có cái đặc biệt ấy, là cái bo này mình nghĩ là bo thời đời ngày xưa, tức là đời trước. Thì cái phần tạo ra cái nguồn 5V cho phần điều khiển ấy là nó sẽ dùng hã bằng tụ, nó có một con tụ có trị số là 0,82 microfarad này. Nó như là con tụ 105 hã của các quạt điều khiển ấy. Để nó sẽ hạ ra cái nguồn 5V để lùi cho con IC vi xử lý này. Còn với những cái mạch quạt đời sau này ấy, thì là nó sẽ sử dụng là con IC hạ áp dạng búc, nó tạo ra nguồn khoảng 14V. Rồi từ cái nguồn 14V đấy nó sẽ đi qua một con 7905 nhé. 7905 không phải 7805, tức là mình cứ hiểu nôm na nó ra cái nguồn âm 10 14V, bởi vì là cái nguồn cái cực dương của nó ấy, nằm trên một dây AC vào để nó nguyên lý nó kích chiếc trực tiếp nó luôn làm như vậy mà. Nó sẽ đi qua con 7905 này thì nó sẽ hạ ra 5V để lùi cho một con ICV xử lý chân dán rất bé, đời sau này nó sẽ bé như này. Thì đầu tiên chúng ta muốn sửa nó thì chúng ta phải hiểu về kết cấu hoạt động, kết cấu những cái chức năng linh kiện của nó thì chúng ta sẽ sửa nó dễ hơn rất nhiều mà. Thì điện áp AC 220 sẽ vào ở cái cọc này. Nó sẽ đi qua cầu chì này, rồi đi qua tụ dập xung nhiễu, rồi tụ bảo vệ quá áp, tức là những con vai to chống sét các thứ, rất nhiều vai to chống sét luôn mà mình chẳng hiểu tại sao quạt dòng quạt Panasonic này cứ nhiễm sét là chết rất nhiều luôn. Sau đó là cái điện áp đầu vào vào đấy ấy, nó sẽ đi tới một cái khối nguồn để nó tạo ra cái nguồn 5V để cấp cho con IC vi xử lý ấy. Và đồng thời ấy, một dây AC này nó sẽ đi thẳng tới dây chung của động cơ nhé. Động cơ nó sẽ có 3 dây ra, thì có một dây chung và một dây nắp con tụ khởi động, và một dây nữa là dây dây AC nữa ấy, nó được cái mạch này nó sẽ đóng mở qua 3 con chiác này để cấp ra ấy. Thì có cái đặc điểm là trên cái bo mạch này thì tụ khởi động của quạt nằm trên bo này luôn nên nó mới có 3 dây nhá. Tụ khởi động của quạt dòng Pala này nó là 1,8 mi các bạn ạ. Nó 1,8 mi này. Đời sau này thì nó sử dụng con tụ màu đen này cũng là 1,8 mi các bạn nhá. Nó nhưng nó màu đen thôi, nó vẫn y như này thôi, chức năng như thế. Thì từ cái nguồn điện sau khi nó hạ thành nguồn DC 5V này, nó sẽ cấp cho IC MSU vi xử lý này. Và kể cả mắt nhận nữa, để mắt nhận sẽ nhận cái điều khiển của chúng ta. Chúng ta bấm on thì nó sẽ chạy, nó sẽ bắt đầu nó đưa lệnh kích mở các con chiác để cho mạch quạt nó chạy ấy. Thì thường thông thường ấy nó sẽ có 3 số tốc độ, thì tương đương là trên mạch này nó sẽ có 3 con chiác nhá. 1 2 3 này các bạn này. Thì khi mà mình nói trên cái mạch này trước nhá, bởi cái mạch này bây giờ mới nhiều, còn cái mạch này ngày xưa thì nó ít hơn mà. Thì khi mà chúng ta bấm số bấm on ấy thì quạt nó luôn chạy ở số 2 các bạn ạ. Hoặc là khi mất điện mà chúng ta cắm điện cho nó ấy, thì là nó cũng luôn chạy ở số 2. Và khi mà chúng ta bấm số 1 nhá. Khi chúng ta bấm số 1 này thì tương đương với là với cái mạch này ấy, thì là con chiếc này sẽ mở. Thì một dây AC vào sẽ được hạn qua một con tụ 2,5 mi này, nó mới tới tới động cơ quạt. Thì như vậy là điện áp AC cấp cho điện áp AC 220 cấp cho động cơ của quạt đấy, nó được nối tiếp qua con tụ 2,5 mi này, nó sẽ được hạn, dẫn tới là quạt sẽ chạy với tốc độ chậm nhất là ở số 1 đấy. Còn khi chúng ta ấn số 2 nhá thì con chiếc này sẽ khóa, đồng thời con chiếc này sẽ mở. Con chiếc này sẽ mở thì nó tương đương với là cái vừa nãy là tụ 2,5 mi, bây giờ con tụ nó tăng lên là 5 mi rồi. Thì là con điện áp AC 220 đầu vào ấy, nó sẽ được cấp cho động cơ là được nối tiếp qua một con tụ 5 mi. Thì tụ 5 mi nó sẽ dung lượng sẽ lớn gấp đôi tụ 2,5 mi, thì ấy quạt sẽ chạy được là cho chúng ta tốc độ cao hơn là số 2.
Còn khi mà chúng ta bấm số 3 nhé, thì là con chiếc bên ngoài sẽ được kích mở. Tất nhiên là con nào mở thì hai con kia sẽ khóa nhé. Con chiếc bên ngoài sẽ được kích mở. Thì là điện áp AC220 ấy, nó đi từ dây 2 dây vào, đi trực tiếp tới động cơ luôn. Tức là khi chạy số 3 là điện áp AC không được hạn qua các con tụ gì cả, mà chạy trực tiếp vào thì động cơ quạt sẽ chạy nhanh nhất. Tức là số 3 là số chạy nhanh nhất, là cuộn dây của động cơ quạt lại được cấp trực tiếp 220 luôn các bạn nhé, không được hạn qua con tụ nào cả. Còn đối với cái quạt ngày xưa thì nó hơi khác một chút như thế này. Quạt ngày xưa ấy, thì số 3 là số mạnh nhất, thì mình cũng như con bên này rồi, như cái con mình vừa nói rồi. Còn riêng ở số 1 các bạn nhé, riêng chạy ở số 1 ấy, thì là con chiếc này sẽ mở, thì tương đương với tụ 2,5 sẽ đưa vào hoạt động đấy, sẽ được hạn đấy. Còn khi mà chúng ta bật số 2 ấy, thì với những cái mạch đời ngày xưa mà nó hã bằng tụ này, thì là đồng thời khi chúng ta bật số 2 ấy, là cả hai con chiếc này cùng kích mở các bạn nhé. Con chiếc này và con chiếc này, thì tương đương với lúc đấy là con mờ su này sẽ đưa lệnh ra mở hai con, đưa lệnh mở cực G cho hai con chiếc liền. Thì hai con chiếc này mở thì tương đương với là một con tụ 2,5 và một con tụ 2,5 song song nhau cùng đưa vào hoạt động. Tức là như vậy là điện áp AC cấp cho động cơ ấy là nó được hạn qua hai con tụ 2,5mi song song, thì nó tương đương với giống hệt với cái số 2 của con này là tụ 5mi các bạn ạ. Nó lại khác như vậy một chút. Như vậy là cái đời ngày xưa ấy thì là nó có chế độ mở song song hai chiếc ở số 2. Còn đời sau này thì con mờ su này nó sẽ mở lần lượt thôi, nó không mở được như thế, dẫn tới là nó sẽ có con tụ 2,5, tức là 255 này, và một con tụ 505 đó là 5mi đấy. Nó thiết kế như vậy các bạn ạ. Thì khi mà chiếc được kích mở ấy, thì là điện áp đầu nó sẽ thông giữa T1 và T2 với nhau, thì một dây AC vào ấy, nó sẽ đi từ T1 đi sang T2, rồi là nó sẽ đi qua những cái quận L lọc này nữa này, sau đó nó mới đi tới một đầu ra cho động cơ quạt nhá. Và bây giờ mình sẽ nói cho mọi người cái hư hỏng khi bị nhiễm sét nhá. Đối với con quạt dùng ICV xử lý nhỏ này nhá, thì con này bị nhiễm sét thì nó nhiễm chắc là cũng thể nhẹ thôi. Đây mình có mấy cái bo này nhiễm nặng, nó lổ hết, bao giờ mà nó lổ hết cả mạch in của cái đường nguồn này này, đường nguồn bên này này, thì là nó sẽ chết cả vi xử lý các bạn ạ. Đây con này chết vi xử lý này, con này cũng chết vi xử lý, nó lổ cái đường nguồn đấy mà. Cả cái con này mình vừa mới sửa cho khách cũng chết, nó cũng bị cháy đường đấy, cũng chết vi xử lý các bạn nhé. Nhưng con này ấy, thì nó không nó lổ ấy. Khi nó bị nhiễm sét ấy là dòng điện nó chảy theo cái đường mình chỉ này, đi như này nhá, vòng như này, cái này nó sắp đứt mình tráng thiếc lại, đi theo như này. Đây nó cứ xanh ra là dòng lớn nó bị như này các bạn nhé, nó bị bong cả sơn cách điện này. Nó đi một dây từ đây nhá, nó đi như theo mình vừa nói nó lại này, đi gầm này, nó đi tới đây và nó làm chết chập T1, T2 của con chiếc số 3. Sau đó đi theo cái đường này, nó đi qua quận cảm này thôi. Và nó đi tới quận dây các bạn nhé, quận dây của động cơ ấy. Và mình khẳng định với cái khả năng như này ấy, là cái quận dây của motor sẽ bị chạy chết nữa nhé, sẽ bị đứt nữa nhé. Chúng ta đo có ba chân này, chúng ta đo nó phải thông nhau cả ba thì mới ok. Còn nếu mà hai dây thông nhau thôi, một dây không thông ấy, thì tức là một quận dây sẽ bị đứt. Thì thông thường mình hay gặp ấy, là nó sẽ đứt cái quận khởi động, là cái búi dây ở bên trong các bạn ạ. Và tại sao nó này chạy phóng như thế, nó như thế dẫn tới là như cái con này ấy, là nó sẽ chết con chiếc ngoài cùng nhá, chết thông con chiếc ngoài cùng này và đứt cái mạch này. Rất may là VCV xử lý không chết, do đó là mình đã thay bằng con chiếc khác. Thì tất nhiên ấy, vì số 3 là số nó sẽ chạy con tải con chiếc này lớn nhất, nên mình đã lấy một con chiếc ở số bên trong mình nắp ra cho nó. Con chiếc zin của nó ấy, là của hãng Sunrex, có con mã là T3D8C, tức là mình hiểu nôm na chịu được dòng mắc là 3 và điện áp chịu được là 800V AC. Thì do đó là mình đã sử dụng một con BT134 mình nắp bên trong, thì con bên trong này nó sẽ là số 1, nó chỉ hạn qua con tụ 2,5, tức là dòng nó sẽ là nhỏ nhất các bạn nhé. Mình lợi dụng như thế để linh kiện mình mua là linh kiện nó lởm, nó không tốt mà. Do đó là nếu mà mình nắp con BT134 ở đây cũng được, nhưng mà như vậy là cái con linh kiện mình thay nó sẽ chịu tải nặng nhất, tức là số 3 là dòng lớn nhất, đi qua chiếc lớn nhất mà. Nhưng số 1 hiện tại là mình đang thay vào con số 1, bởi con số 1 không hỏng đâu, mình chuyển sang đây thôi để mình lợi dụng là con chiếc zin của nó mình nắp cho số 3 thôi. Thì số 1 nó được hạn qua một con tụ dung lượng nhỏ nhất, thì là dòng sẽ qua chiếc là nhỏ nhất, do đó nó sẽ bền hơn nhé. Mình luôn làm như này nên nó sẽ bền hơn rất là nhiều. Thì con này nó chỉ bị lỗi con chiếc này thôi, chập con chiếc đấy và đứt dây mình đã hàn lại và ấy ở đây thôi.
Có trường hợp nữa ấy, thì là khi bị chập như này ấy, khi bị nhiễm sét này này là con tụ khởi động cũng chết nhá các bạn nhá. Đây như con này có tụ khởi động chết này, con mình không sửa được này, mình sẽ đo cho mọi người xem này, con tụ này có giá trị là 1,8 mi nhá. Đây là mình sẽ đo hai con tụ này này, con tụ này nó chết rồi, nó không còn mi tí nào nữa cả, và con này này thì nó không, tụ nó vẫn ok này. Mình sẽ đo cho mọi người con tụ này nhá, con tụ kia không đo được mà. Đấy, con này được phải 1,8 mi ok này, nhưng con này nó đã chết mất con tụ rồi, do sét nó nhiễm sét nó phóng qua nó làm chết cả đứt chân của tụ bên trong ấy. Như vậy là con này thì chết nhẹ, con này thì chỉ chết chiếc thông chiếc số 1 thôi, và đứt ra mạch in này dẫn tới là ghim điện thì coi như không có nguồn cấp cho nó, bởi một đường dây AC nó đã bị đứt ở đây rồi mà các bạn. May mắn là cái đường trên này nó không việc gì nhá, nên con này mình sửa ok rồi. Tiếp theo con này thì cũng nhiễm sét này, con này thì nó lại hỏng cũng như vậy các bạn ạ. Nó cũng nhưng mà nó không bị lỗ giờ nổ mạch điện các bạn. Có lẽ là cái đời này cái mạch in nó to hơn, thì cái mạch in nó to hơn nó sẽ nhìn đi như này này, một dây AC vào này, nó đi dưới mạch in rất to nên tới nó không nổ được nhá. Nhưng con này mạch in nó bé lắm thì nó nổ rồi, nó đi theo như này, nó đi tới chân T1 và nó đi sang chân T2, nó đi qua một quận L bé này này, sau nó đi trực tiếp ra vào động cơ đấy. Thì con này thì nó cũng chết chập con chiếc này, và mình đã thay con chiếc khác. Và đặc biệt con này ngoài chết con chiếc đấy ra, và mình kiểm tra hai con tụ 2,5 mi này để hàn ở số 1 và số 2 ấy, thì có một con tụ nó giảm xuống chưa đầy 1 microfarad các bạn ạ. Có thể là con tụ này nó đã chết từ lâu rồi các bạn nhé. Như vậy là khi bật số 2 là nó sẽ rất là yếu, nó không khỏe như zin của nó, nên mình đã thay bằng một con tụ 2,5 mi khác, mình lấy từ trên cái xác này ra này, mình có nhiều cái xác hỏng mà. Như vậy là mình đã thay con tụ này ok. Và đặc biệt mình thấy nữa ấy, là con 1,8 mi này cũng đang bị giảm này các bạn, chỉ số này các bạn này, con tụ khởi động ấy. Như các bạn đấy, mình vừa đo con đen đen kia là đạt được 1,8 mi ok đấy, nhưng con này chỉ được 1,7 thôi. Với những con quạt Mitsu, những cái quạt Pala này ấy, tụ khởi động nó là 1,8 mi ấy, chúng ta có thể thay tụ 2 mi được nhá. Nhưng với điều kiện, với khả năng, với chúng ta phải thay tụ xịn, tụ nó chịu điện áp ít nhất là phải 450V các bạn nhé. Đây là mình trước mình có nhập một lô, một cái loại tụ này mình lắp cho nó này. Bởi vì những cái tụ quạt thông thường là lắp vào nó toàn chết lại thôi, bởi vì nó không chịu được điện áp cao mà. Đây là mình trước mình nhập một lô cái con tụ như thế này, 2 mi 450V, là mình thay cho những cái tụ khởi động của quạt trần Pala. Như vậy là 1,8 mình thay lên 2 mi thì là nó sẽ chạy nhanh hơn một tí, nhưng mà vẫn ok các bạn nhé. Chúng ta không nên thay đến tận 2,5, thay 2,5 có thể là động cơ nó quạt cuộn dây nó sẽ nóng và sẽ nhanh cháy cái động cơ quạt các bạn nhé. Chúng ta chỉ thay sai số một chút thôi, nên 2 mi, từ 1,8 lên 2 mi là ok thôi mà. Như vậy là hai con bo Pala, quạt trần Pala này nó bị nhiễm sét nhẹ nên nó hỏng giống nhau, nó chỉ chết chập con chiếc của số 3 thôi, nên mình đã thay nó đã ok. Còn con này nó lỗi cả một con tụ 2,5 mi, chắc là lỗi lâu rồi, vì cái quạt này lâu rồi mà. Đấy là trường hợp nó bị nhiễm sét nhẹ nhá. Còn đối với những trường hợp mà nhiễm sét nặng ấy, đây là mình có nhiều cái bo nhiễm sét nặng này, nó lổ đây nhá, các bạn nhìn nhá, nó lổ vẫn lổ cái đường đấy này, cái đường để nó đoạn mạch qua cuộn dây và sẽ lổ cho chúng ta sửa bo này, chúng ta vẫn phải sửa cả cuộn dây nữa đấy, cuộn dây động cơ ấy, và cuộn dây động cơ nó sẽ vẫn hỏng mà. Con này ấy, khi mà chúng ta thấy mà cái đường dây đồng này này của cái phía đường nguồn này mà nó cũng bị lổ như này nhá, nổ bong ra như này nhá, là khả năng 100% là vì xử lý sẽ lỗi nhá các bạn nhá. Và IC có trường hợp mình cũng gặp là IC nguồn này cũng chết nữa. Con IC này có một bạn này hỏi mình tên của nó thì thực sự nó đổ keo, mình không nhìn rõ được, trước mình có đã từng đọc một lần rồi. Nhưng con IC đấy ít chết. Còn nếu mà nó chúng ta xác định được nó chết IC mà EV xử lý sống ấy, thì chúng ta có thể độ một cái nguồn adapter 5V được cho nó được. Với cái mạch này, cái khung cái diện tích chứa của nó lớn chúng ta độ được, hoặc là như là chúng ta có thể lắp một cái mạch hạ áp bằng tụ này này. Mà mình có rất nhiều video mình nói cho mọi người ấy, mạch hạ áp bằng tụ tạo ra cái nguồn 5V cho IC vi xử lý này là nó cũng ok các bạn ạ. Thôi, cái video của mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Chào các bạn nhá.